những người đàn ông mà đứng mở áo banh bụng đứng giữa đường gãi rúng trong khi vợ của mình lủi củi đi chợ về đi vô nấu đồ ăn bưng ra hầu trên bàn của mình đối với tôi tôi khinh đó mình nhưng không có chửi mọi người chứ chỉ phân tích cho mọi người là tại sao phụ nữ phải mạnh mẽ lên thôi rồi như cũng đi tìm coi là google coi là cái chữ mạnh mẽ nó là cái gì á nè đó thôi mình search đi mạnh mẽ là gì mình phân tích coi mạnh mẽ là gì tại vì mấy anh nghĩ là mạnh mẽ là phải vô đẩy tạ 500 kg chẳng hạn ok nhìn thấy là mọi người thấy không định nghĩa mạnh mẽ là một người với sức và một lực lượng ý chí cao thấy chữ ý chí không thấy chữ ý chí không tức là ở đây như vậy cho phụ nữ mạnh mẽ nó không có liên quan gì như biểu mấy bạn nữ là đi ra kia rồi đập gạch xây nhà đồ gì hết á nghe như chí dạy cho mấy bạn nữ là các bạn phải có một cái ý chí cao được chưa một cái tinh thần mạnh mẽ mạnh mẽ này nó liên quan đến bên trong mọi người nè tại vì như không có nói về cơ bắp chị Nhi không có nói về sự lực lưỡng Cho nên như mấy kêu là hôm nay sẽ là lớp phổ cập tiếng Việt Rồi mấy anh cùng kêu em là đừng có vua đũa cả nắm Trong khi cái câu video đó trình hình ngay cái câu đầu tiên là Nhi nói luôn đó là Nhi không có nói tất cả đàn ông mà Tất cả đàn ông Việt Nam Nhi chỉ nói những người đàn ông Việt Nam nào Mà đang ở trong cái tình huống này nè Làm cho phụ nữ của mình phải mạnh mẽ lên còn cái từ gì mấy anh không hiểu khi như dạy học nữa Hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện phụ nữ mạnh mẽ và nữ tính phụ nữ có thể mạnh mẽ và vẫn nữ tính tại vì một cái đó, nó là động từ còn một cái là nó là tính từ mà nữ tính nó là cái gì ví dụ như họ mặc đầm đi rồi gì nữa rồi ngoài cái chuyện mặc đầm ra thì họ đi dịu dàng thước tha ờ, rồi cái gì nữa rồi phụ nữ mà nữ tính nó còn bao gồm gì nữa mà chẳng hạn như mang giày câu gót chẳng hạn ok rồi họ biết cách ứng xử ở cái nơi đám đông ví dụ như là uh, ăn nhẹ nói khẽ rồi. rồi gì nữa thỏ thẻ rồi gì nữa vân 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 khúc này chúng ta tự đi tìm định nghĩa hai cái từ này đây rồi mạnh mẽ tức là cái gì ví dụ như quyết đoán quyết tâm nè giờ quyết tâm nè rồi có chính kiến nè gì nữa tức là giữ lập trường nè ví dụ như gặp thằng nào đẹp trai cũng khen thôi nhưng mà không có gì nhà quốc thằng đó chẳng hạn rồi suy nghĩ thấu đáo nè đó là những cái sự mạnh mẽ đúng không thì cái này như đã từng dạy video cho các bạn rồi một người phụ nữ có thể vừa mạnh mẽ được ok và vẫn có thể nữ tính được mạnh mẽ nó không có liên quan gì đến cái chuyện là bạn bị hết bị hết tức là hành vi ứng xử ở ngoài hết á mạnh mẽ tức là bên trong ý chí của bạn ví dụ sáng sớm đồng hồ nó rang bạn thức dậy bạn tập thể dục được được chơi chồng của bạn đi bay hai tuần ba tuần hoặc là một tháng đi làm bạn ở nhà bạn không có tụ quần quốc thằng hàng xóm đó gọi là, là mạnh mẽ đó chịu đựng được đó mạnh mẽ là khi con của bạn bệnh đau ốm giờ không có ai chăm bạn bạn phải bồng nó chạy thẳng với bệnh viện mạnh mẽ là có khi có một thằng ngoài đường đang chuẩn bị đè con bạn ra hiếp dâm mà nếu có chồng nào xung quanh bảo vệ hết phải nhào ra và giật con và bỏ chạy những cái từ đó gọi là mạnh mẽ nếu như không có người đàn ông họ mới phải làm những cái đó và người phụ nữ vợ mạnh mẽ họ vẫn có thể nữ tính được họ vẫn có thể về nhà và mít ướt với người đàn ông của họ anh hôm nay mệt quá anh mua cái gì cho em ăn đi các bạn thấy như ngồi cầm điếu xì gà bự là bự thấy như ngồi như uống rượu với bạn trai như không anh pha rượu cho em đi ừ pha đi cảm ơn bình thường tụi bay có thấy chị ngô thanh vân không tụi bay thấy bà múa lửa múa rồng bà tụi bay thấy bà bà bay nhảy bà đóng phim bạo lực không nhưng mà khi kế bên người đàn ông của bà bà vẫn để cho người ta chăm thì chưa nữ tính nó không có liên quan đắt gì với cái chuyện mạnh mẽ hết nghe mấy anh đó cho nên lỗi của em nữa lỗi của em là em không có phổ cập tử tế tiếng việt cho người việt nam em hứa là từ giờ trở đi á em dạy học cho mấy anh riêng mấy anh thôi là khi em dạy học em phải kỹ càng hơn em phải nói với mấy anh là ok là dạy nam tính là cái gì rồi em cũng xin lỗi luôn là tại em biết em đàn bà Phần đàn bà mà em làm gì em có gan có cửa để em vô đây để mà em suốt ngày em nói với đàn ông phải làm cái này cái kia đó cũng là cái lý do tại sao em lười biếng em đâu có dạy mấy thằng con trai trong tim em trên tôi mình đâu em tống nó cho thằng bồ em em kêu tụi bay muốn hỏi nó trên tôi mình xong mày hỏi nó đi đừng hỏi tao tại trên tâm mình là một cái chuyện hiển nhiên đối với nhi lê hiển nhiên tức là nhi bước đi ra đường nhưng mặc định đàn ông phải biết giữ thang máy cho phụ nữ người già và trẻ em chứ không cần biết các bạn là cái thói đàn ông kiểu gì hết á đã đi vô thang máy thì dịnh cho phụ nữ đàn bà và trẻ em và nếu như bạn không có cái đó được đối với nhi nhi nói thẳng là nhi phun nước miếng vô mặt đó tại vì đối với nhi thì quá tởm nhất là khi như về việt nam và như đi những cái bệnh viện ở việt nam đàn ông việt nam làm gì như nhi cảm thấy xấu hổ trong khi một người ngồi xe lăn người già người bệnh các bạn cho xông thẳng đi vô vậy đó những người mà đi vô siêu thị đứng bấm điện thoại nói chuyện miệng mồm nhóp nhép hút thuốc phè phỡn trong khi vợ của mình phải đẩy cái xe đẩy đối với như những người đàn ông nó như khinh được chưa đó gọi là không có nam tính đó, đó gọi là không có gọi là, là là tinh tế rồi đó những người đàn ông mà đứng mở áo banh bụng đứng giữa đường gãi rúng trong khi vợ của mình lủi củi đi chợ về đi vô nấu đồ ăn bưng ra hầu trên bàn của mình đối với tôi tôi khinh đó những cái thứ rất đơn giản và cơ bản để cho bạn trở thành một cái người và bạn không cần làm cái điều đó cho con nhi lê em xin lỗi mấy anh em không cần tại em có rồi kệ mấy anh không cần làm mấy cái đó cho em làm ơn làm cái đó cho má cho vợ cho con cho chị cho cái cô hàng xóm nhà anh cho những cái người và đặc biệt nếu mấy anh có con gái nữa em nói với mấy anh nghe nè nếu anh thật sự thương con anh có muốn con anh ở với một cái thằng như anh không em nói thiệt luôn á làm gương cho con anh ạ à. chị ơi có thể phân tích hơn các kiểu phụ nữ không chị bánh bèo vô dụng mà chị hay nói có phải là một kiểu phụ nữ không chị hôm nay chị sẽ dạy cho tụi em biết là và cái này nó đúng cho cả anh trai luôn nghe nhưng mà hôm nay chị sẽ lấy con gái đó làm mẫu hôm nay chị muốn chia sẻ cho tụi em biết là có rất là nhiều mẫu phụ nữ trên thế giới cũng như là có rất là nhiều mẫu đàn ông trên thế giới chị ngay chỉ là một trong những cái gu đó thôi dạ yeah, một trong những cái gu đó thôi rồi alpha alpha tức là chúng ta hay nghe là phụ nữ là gọi là là hơi nam tính một chút đó hơi mạnh bạo một chút đó được chưa những cái người phụ nữ đó thì cái đặc tính của họ là gì họ quyến rũ và thông minh họ thành công và có tầm ảnh hưởng họ giữ lập trường và có tính kiểm soát và ý chí rất là mạnh mẽ các bạn sẽ thấy những cái người mà alpha của mình này thường họ giữ những cái vị trí và chức trách rất là cao trong xã hội ví dụ như là bộ trưởng hay là thứ trưởng hay là đại loại là họ làm sếp đó hay là họ làm giám đốc công ty hay là họ ví dụ như là tổng thống mấy cái nước mà có là nữ là tổng thống á bạn ví dụ như tổng thống của Đức cũng là phụ nữ nè. Đó những cái mẫu người đó là uh, alpha chẳng hạn rồi cái mẫu phụ nữ thứ hai đó là beta đó là mấy con bánh bèo của chị đó là chị nói là rất là dịu dàng và rất đáng tin cậy rồi kiểu như là rất là đáng tin ngọt ngào rồi chăm sóc rồi hỗ trợ cho người xung quanh của mình và yeah, đó là những người mà chúng ta sẽ sẽ nhìn thấy họ là rất là là dịu dàng đó mọi người rồi gamma thì là một cái loại một cái thể loại phụ nữ kế tiếp mà họ sống có mục tiêu họ thông minh họ rất là ngăn nắp và kỹ lưỡng thường là mấy con mà vừa gồ ngay tới khúc này là sẽ thấy tụi nó đó tức là tụi nó rất là cái này đúng cho cả đàn ông chị đã nói là cả cả nam và nữ luôn họ khôn khéo họ có nhiều kiến thức họ tháo vát nhưng mà họ không phải là người phía trước họ thích hợp để làm support nhưng mà support theo kiểu thông minh hơn. À. hiểu không tức là họ hậu hậu trường họ sẽ làm nhiều thứ cho tụi em, ngăn nắp nề nếp, chỉnh chu tất cả mọi thứ cho em nhưng mà họ không có ra phía trước để họ ồn ào được. Ê, mọi người ơi lại đây nhìn tôi nè nghe, tôi này họ không có họ không có có, có nhu cầu đó. Và nhu nhu cầu và cái khiếu luôn. Nhóm phụ nữ kế tiếp là nhóm phụ nữ omega thì họ tài giỏi, họ thẳng thắng, họ kiến thức sâu rộng, họ thông minh nhưng mà họ lại rất là ngây ngô và bừa bãi tức là họ đi ra đường á chị gọi là hoạt ngôn á thường thì mấy con xe gây sẽ dính vô cái khúc này cho nên xe gây cần có người để mà dọn dẹp cái đóng phía sau lưng của tụi nó tức là phía trước nói chuyện có vẻ là nghe là kinh lắm nghe trình độ rồi nghe kiểu giỏi giang nghe kiến thức sâu rộng đồ nghe có chiều sâu đồ lắm nhưng mà trong cái cuộc đời riêng tư của họ cá nhân của họ thì họ hơi bê bối chút họ ngây ngô quá họ ngây thơ quá họ dễ bị dụ hay là họ họ không có nghiêm túc á thì đây là cái nhóm kế tiếp. Rồi cái nhóm kế tiếp là Delta là một cái người mà gọi là dạ, yeah, nhóm kế tiếp là Delta, Delta là hướng nội. Dạ, yeah, họ là họ là những người mà tụi em thấy họ thích ở nhà, họ chỉ tập trung vô bản thân của họ, họ họ không có nhu cầu đi du lịch đi chơi được gì hết á, họ tinh tàn ở ta nữa, nhà họ là họ họ vui rồi. Chứ họ thích bình yên họ thích một mình họ thích thư giãn họ thích tĩnh lặng họ không có nhu cầu nổi tiếng họ không có nhu cầu kiếm nhiều tiền họ không có tham vọng họ không có ước mơ họ không có họ cứ cho họ một cái cuộc đời bình thường đi làm công ăn lương cũng được anh ta đi về vậy thôi tụi em thích tự tìm mình trong cái 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 nhóm này em sẽ biết em là ai cho nên đừng có đi ra đường mà nghĩ ai cũng như vậy ngay hoặc là ai cũng như em không có chúng ta rất khác nhau rồi xin ma là nhóm phụ nữ họ kêu ảnh, họ lôi cúng họ là người thành đạt với những cái thành tích cao, họ có lập trường cứng đầu và độc đáo. Kêu hình này này hôm nay chúng ta chơi kêu hình này nè, chị Nhi là chị Nhi là nhóm phụ nữ nào? Tụi bay nói đúng, tao thưởng thêm 5 phút dạy học. <laughs> chị Nhi là kiểu nào đoán đang coi rồi. À, có hai có hai phương án, có người cao là Alpha, có người cao là Sigma. Vậy cái nào đúng đấy? Cái nào đúng? Cái nào đúng? Chúng ta đọc lại Alpha một lần nữa nè ta đào lại alpha học lần nữa nè quyến rũ thông minh thành công và có tầm ảnh hưởng giữ vững lập trường có tính kiểm soát và ý chí mạnh mẽ xích ma thì là kiêu hãnh và lôi cúng người đạt thành tích cao có lập trường cứng đầu và độc đáo rất là nhiều người bị ngộ nhận và nghĩ chị là alpha nhưng mà chị không phải alpha tại vì alpha học có nhu cầu được công nhận em những người alpha họ có nhu cầu được công nhận họ làm leader bởi vì alpha thường là giống với leo hơn là giống với kim ngưu thường là những người mà có alpha đa phần là leo á thường kim ngưu với bọ cạp làm leader kiểu khác <laughs> tụi chị không có bị tụi chị không có bị chi phối bởi fame fame tức là cái sự thành công với cái tôn trọng của người khác cái tầm ảnh hưởng á chị không cho là chị thông minh và quyến rũ chị chỉ rất là dùng từ kiêu hãnh là đúng chị lôi cuốn người khác bằng cái chị không đẹp chị đã biết chị không đẹp mà chị lôi cuốn người khác bởi cái sự sắc sảo thông minh của chị chị yêu cái độc đáo của chị và chị cũng ví dụ như hai cái sự khác biệt của alpha với sigma là em sẽ nhìn thấy này nè một đứa sẽ vô phòng sẽ là mọi người ơi nhìn tôi nè thấy tôi hôm nay làm sao mặc đầm đẹp không thích váy tôi không? tôi muốn nói chuyện cho mọi người nghe nè ok hôm nay làm việc xong rồi hả làm về việc sao rồi xích ma đôi khi nó rất là cơ bản em có thể vô phòng và em chỉ im lặng thôi em chứ ok mọi người ổn không và đôi khi xích ma còn cho phép người khác được tỏa sáng xích ma còn không muốn tỏa sáng luôn trong công ty của chị chị không thích là người được tỏa sáng à chị là một người còn không là tất cả tim của chị tách over cho chị đi nghỉ hưu mà chưa đứa nào tách over vừa được hết xích ma là một người mà họ không thích làm leader đâu nhưng mà tất cả mọi người bầu họ để bắt họ làm leader và mong ước của họ rất là cơ bản là họ có thể tạo ra nhiều leader hơn để họ không phải đứng cái vị trí đó cho nên đáp án là Sigma đó <laughs> nhưng mà nhiều người nghĩ là cái tính mạnh mẽ của nhi là bởi vì nhi alpha alpha là người thích dominant nha mọi người thích điều khiển người khác thích nhiều khác phải theo ý mình nhi không có theo nhi không muốn các bạn theo ý nhi nhi muốn các bạn có ý kiến thức xong các bạn tự chọn quyết định đó là hai cái khác nhau và dạ, rất tức là nhi đưa cho các bạn kiến thức thôi các bạn làm hay không nhi đâu quan tâm đâu <laughs> bây giờ còn alpha là họ là những người cần cho những cái organization những cái công ty mà làm 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 mày phải làm làm cho tao ví dụ như vậy thì họ cần cái đó hơn còn nhi thì không có cái đó nếu mà bạn không làm mà bạn bỏ tim như đi hoặc bỏ công ty như đi thì cũng không có quan tâm đó nhi không có ép người khác vâng và câu trả lời là dành cho ai trả lời nhi là Sigma chúc mừng bạn bạn đã trả lời đúng bạn nó quay vào ổ trúng thưởng bạn sẽ được ở lại thêm 5 phút còn mấy đứa trả lời sai đi ra nghe đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và tích những cái điều Nhi đang làm tiếp tục lan tỏa với những người khác và những các bạn mà muốn học nhiều hơn những cái kiến thức của Nhi song song với cái này, ok? Đừng link ở dưới mô tả giờ kết nối với nhau học với nhau để nhận được nhau nhiều hơn cái cơ hội để mà bạn thay đổi bản thân của bạn. Để giờ Nhi sẽ gặp lại bạn trong những cái livestream kế tiếp. Bye bye.